Trời đất ơi, tôi nói giỡn với cậu mà cậu định làm thiệt hả? Tôi đã xin phép cái tổng biên tập rồi, người ta sẽ mở ra cho mình một ban mới. Cái ban này là chuyên môn viết phóng sự, ký sự và tập trung toàn bộ từ các ban những phóng viên giỏi làm việc cho ban này. Các cậu á, đi viết phóng sự, ký sự rồi gửi bài dở về cho tôi, không cần phải thông qua ai hết. Cậu phải hứa với tôi một điều á, là cậu phải làm việc thật tốt cho tôi. Em hứa, em xin thề. Trời đất ơi, ghê quá, làm như giống đang xem phim vậy. Sao cũng được, miễn sao em thoát khỏi cái bàn giải trí đó là làm cái gì cũng làm hết. Chưa chắc là cậu làm gì với tôi sẽ sung sướng thoải mái hơn đâu nha. Em biết chứ, em biết anh là người cầu toàn. Nhưng mà chẳng thà khó dễ trong công việc còn hơn là khó dễ ngoài cá nhân. Nè 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 nè, im miệng. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được xen chuyện riêng tư cá nhân vào công việc. Xin lỗi anh, nhưng mà thật sự là vậy mà. Tôi không muốn nghe cậu phàn nàn bất kỳ một ai, hiểu chưa? Em hiểu rồi, xin lỗi anh. Vậy thì hãy đi làm mà công việc đầu tiên của mình đi. Còn hãy đi viết cho tôi một phóng sự thật hay và thật thú vị, để tôi có thể chứng minh với tổng biên tập. Và tôi muốn nói với tổng biên tập là tôi lập ra cái ban này là có lý do và sẽ đem đến hiệu quả cho tờ báo, cậu hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn anh. Bây giờ em đi luôn nha. Ừ, đi đi. Em đi anh. Mời vào. Chào anh. Ô, Nguyễn Dương. Dữ không? Bữa nay mới thấy mặt cậu. Cậu ngồi Dạ, đi. cảm ơn anh. Anh cho gọi em có chuyện gì không vậy? Sao lâu nay cậu biến đi đâu vậy? Ban tổng giám đốc chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà. Em nghĩ là nếu còn chút lòng tự trọng, như vậy sẽ tốt hơn. Cậu uống nước đi. Tự trọng là một chuyện, còn tự đầu hàng sớm lại là chuyện khác. Tôi nói cho cậu biết, không ai bắt đầu sự nghiệp mà lại thành công ngay lập tức. Tại sao cậu không cho mình thêm thời gian? Tại sao cậu không cho bản thân cậu thất bại một lần? Thật ra thì em đã thất bại quá nhiều rồi, nên không thể tự cho phép được nữa. Thôi đi, tôi không muốn nhìn thấy Nguyễn Dương như thế này đâu. Cậu hãy tươi tỉnh lên. Bây giờ tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu lần cuối cùng. Cậu hãy rà soát lại những dự án có tính khả thi, xem lại thời gian có hợp lý hay không. Rà soát lại các dữ liệu. Cậu nên làm việc này với Chí Dũng. Cái gì? Cậu đừng có như vậy. Chính nhờ cậu ta mà chúng ta mới có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tôi hy vọng hai cậu sẽ hợp tác tốt và thành công ngay trong nay mai thôi. Tôi không muốn ngân hàng của chúng ta cứ lẹt đẹt đi sau ngân hàng khác đâu. Cậu hiểu chưa? Em hiểu. Chào anh. Chào. Ngồi đi. Dạ. Anh gặp tôi có chuyện gì? Dạ, trước tiên là chúc mừng anh Dương đã trở lại. Cảm ơn cậu. Dạ, đây là những phần tài liệu mà em thu thập được. Bây giờ bàn giao lại cho anh Dương. Liệu tôi có thể tin được vào những số liệu trong này không? Thật sự mà nói một điều thì em là một người biết tôn trọng bản thân mình và biết tôn trọng các bạn đồng nghiệp. Với lại, em nghĩ rằng anh là một người giỏi. Nhìn vào tài liệu này, dĩ nhiên là anh sẽ phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Cậu quá khen. Cảm ơn Dạ. cậu. Anh Dương à, theo em thấy thì hình như là tổng giám đốc có vẻ rất thích anh thì phải. Cảm ơn.
Thôi, xin phép em đi. Sao lại có người trong sáng đến như vậy chứ? Bữa nay làm gì tâm trạng mày vui quá vậy mày? Cũng không có gì. Ừ, mày về lại ngân hàng bên đó làm có chuyện biến gì không? Cũng có, nhưng bây giờ chưa nói trước được gì hết. Cứ từ từ đã. Vậy cũng tốt rồi. Mày có tin tức gì của Hà My không? Bật vô âm tính luôn rồi. Sao mày không đăng báo? Tao không muốn làm mọi chuyện ồn ào. Với lại tao nghĩ chắc là Hà My cần bình tĩnh để quên hết mọi chuyện. Cũng đúng. Thôi, vậy cứ kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn sẽ có kết quả mà. Hôm nay tao nói chuyện với triết gia nữa. Ông quên, giành mất cái danh hiệu triết gia của mày. Thôi, trả cho mày. Nhường cho mày đó. Vậy bây giờ mày quyết định sao? Tính bám trụ ở Sài Gòn này hay là về gần ở chỗ làm luôn? Chắc là tao sẽ về ngân hàng đó. Ở bên đó hợp với tao hơn. Có nhiều đất cho tao dùng võ hơn. Mà chính quyền cũng ưu đãi hơn nữa. Mày có chắc không đó? Hai tay hai súng là không có được đâu đó. Tao nếm trải quá đủ mùi đắng cay rồi. Không có chuyện đó nữa đâu. Vậy thì mày nên cố gắng đi. Mày cứ cố gắng hết sức thì sẽ có kết quả tốt. Trời ơi, trong ngôi nhà này bây giờ xuất hiện hai ông già đang ngồi nói chuyện với nhau. Thôi, hai ông già đi dậu. Ê, hôm nay là tới phiên mày trả tiền đó nghe. Gì? Tới phiên tao hả? Ừ. Hay quá đó, giờ có bao giờ mày trả tiền đâu mà tới phiên tao. Mày nói sao? Thôi đi. Đi. 2, 3. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như anh em kêu xem một nhà đầy tình, đầy thân, tình thân quý mến nhau, nhau đi vòng tròn không chân tiếng ơi quý mến chúng mình giúp đỡ nhau tâm đang cầu an. Vỗ tay. Vô đi. Em cứ nằm nghỉ đi. Sao anh lại tới đây? Anh tới xin lỗi em. Anh đâu có lỗi gì mà phải xin. Em đừng có nói vậy mà. Tại chẳng qua là anh suy nghĩ ích kỷ. Bản thân anh có một phần lỗi. Em tha lỗi cho anh nha. Mình quen nha. Bằng chú! 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 À, chú! 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 À, má về, má về, má về! À, con. Người xấu! Chú không phải là người xấu. Người xấu, người xấu, kìa, người con, xấu. Con, đây là người bạn của người con. Xấu mà. Người tốt, không phải người xấu đâu. Chú không phải là người xấu, chú là người tốt. Nó hiền lắm. Đây là người tốt con à.
Không chú phải là người tốt xấu. Thiệt mà. Người tốt thiệt không? Anh Thanh đó. Bác. Thôi con vô nhà đi. Dạ con xin lỗi chú. Không có sao đâu. Coi chừng đó con. Bác ngồi đi. Con thấy đó. Em nó có quậy phá gì nhiều không vậy? Nó hiền lắm. Nó không có quậy phá gì ai hết á. Chỉ cái tội là nó hay đi lang thang lung tung. Mỗi lần nó đi á, cậu biết không, tôi đi tới 4-5 cây số mới kiếm nó được á. Nó tội lắm. Sao bác không đưa ảnh vô trong bệnh viện? Nó cũng có chứ. Nhưng mà hết tiền rồi, đành phải chịu. Con có quen với một vài bác sĩ. Không ấy thì để con nói với bác sĩ một tiếng rồi giúp cho anh ấy vô bệnh viện. Trời ơi, cảm ơn cậu tốt quá. Cầu chú ban phước lành cho cậu. Có gì đâu bác. Bây giờ con về, có gì con sẽ quay trở lại. Dạ, cảm ơn cậu. Đây, dạ bác cho con gửi. Dạ. Bây giờ con có việc rồi, con xin phép bác. Khi nào con rảnh, con sẽ ghé thăm bác sau. Dạ. Bác. Chuyện gì cậu? Đây là ít tiền của con gửi bác mua thuốc cho anh. Bác cầm đi. Thôi, tôi không có làm cái gì cho cậu mà tôi nhận tiền. Bác cứ coi như đây là tấm lòng của con nha bác. Bác cầm đi. Cậu cũng đâu có giàu có gì hơn tôi đâu. Thì con cũng đâu có giàu có hơn bác. Nhưng mà con có đi làm, có thu nhập, có đồng ra đồng vô, nên cũng không sao. Bác cứ cầm mà mua thuốc cho ảnh nha bác. Bác cầm đi bác. Cậu đã nói như vậy thì thôi tôi xin nhận để cho cậu an tâm. Cậu cứ giữ lấy cái này đi. Coi như tôi mượn cậu, khi nào có tiền thì tôi trả lại cậu. Cậu tốt quá. Dạ, cháu xin phép bác cho về. Dạ, cậu. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nha bác. Dạ, cảm ơn cậu nghe. Ủa, đã mất tiêu rồi. Anh Thanh về rồi con. Con đi kiếm cậu Thanh. Ủa, hả? Ủa, người đẹp trai, sao mất lịch sự quá vậy? Ta mang nước ra cho uống, không muốn cái về. Không có đâu con không chào nhận. Tí nào luôn. Ủa, mà có chuyện gì vậy? Dạ cô cứ nhắm mắt lại đi con. Nhắm mắt lại? Nhắm dạ. Mắt làm gì? Dạ thì cô cứ nhắm mắt lại đi, bí mật mà. Thôi được rồi, cô nhắm mắt rồi đó. Để con dắt cô đi nha. Đi nha cô. Từ từ thôi, chờ cô với. Xin chúc mừng sinh nhật cô. Cô cảm ơn các con nhiều lắm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Không sao đâu mấy con. Mấy con làm vậy là đúng đó. Cứ vừa chơi đi ha. Dạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con. Cảm ơn sao. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cảm ơn con.
Trời ơi, cảm ơn. Cô ăn bánh, bánh ngon mất cô. Ăn bánh đi con. Dạ, chào anh. Anh làm ơn cho tôi gặp người phụ trách về công tác mặt trận được không? Anh là ai? Anh đến đây có việc gì? Tôi là Hoàng Thanh, phóng viên của báo tin tức. Tôi đến để lấy thông tin về công tác chăm sóc những người nghèo ở địa bàn phường. Được rồi, anh ngồi đây chờ tôi một chút. Chào chị. Chào anh. Tôi là Loan, tôi là người phụ trách về dân vận và mặt trận. Anh tìm tôi có chuyện gì? Dạ, chúng tôi muốn tìm hiểu một số thông tin về công tác chăm sóc người nghèo và những hộ đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường mình đó chị. Anh tìm có việc gì? Tôi tìm tư liệu để viết báo thôi chị ạ. Thật ra tôi cũng không nắm về chuyện đó. Chắc có lẽ anh nên tìm người về công tác dân số thì đúng hơn. Vậy tôi có thể gặp người đó bây giờ được không? Anh chờ tôi một chút. Alo, Trinh hả? Loan nè. Có một anh chàng nhà báo muốn gặp để tìm hiểu về các hộ nghèo ở đây. Đến phòng họp gấp nha. Anh đợi một chút nha. Dạ, cảm ơn. Gác nhỏ chợt nhớ đóa hoa từng vì bàn tay ngắt hoa từ phố nọ giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm mưa qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta giống như là lá cỏ ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố xưa tôi về. Cảm ơn cô. Về chuyện gì ạ? Cô hát rất là hay. Tôi hát cũng bình thường thôi mà. Tôi nghe giọng hát của cô rất là quen. Hình như cô là ca sĩ phải không? À không, tôi chỉ là một giáo viên ở một cô nhi viện thôi. Nhưng dù sao á thì tôi cũng cảm ơn cô vì cô đã cho tôi nghe một bài hát rất là hay. Tôi nghĩ mình là một khán giả may mắn khi được nghe cô hát trong một bầu không khí như thế này. Anh đã quá lời rồi đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh đã nghe tôi hát. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp nhau. Dạ, chào anh. Chào cô. Đây là sách bản thảo thiên thần, anh có thể xem qua. Cậu bước đi, tôi đọc một chút.
rồi. Làm gì có. Vậy mà đừng có giống như quá thôi. Mà nè, có anh muốn gì chứ? Đâu. Ô, khung tranh. Anh mua cho em khung tranh này để em vẽ bức tranh đẹp nhất mà em thích nhất. Cảm ơn anh nhiều nha. Em vẽ tiếp nha. Đẹp không? Đẹp, cầm đi. Cho thở một chút nha. Anh hỏi đi. Việc anh cho nhân vật chính vừa bị điếc, vừa bị tình yêu lừa, cha mẹ thì chết hết, và sống với một đứa con trai nhỏ. Cậu thấy xây dựng nhân vật như vậy có hợp lý không? Có thuyết phục được khán giả hay không? Chứ thật ra một người phụ nữ mà sống với một đứa con nhỏ, đó là chuyện bình thường, và không có gì làm khán giả xúc động cả. Với một kết thúc như vậy, tôi nghĩ là khó làm phim được. Tôi không nghĩ như vậy. Vì đối với người Việt Nam mình á, hoàn cảnh đơn phương sống với con là một hoàn cảnh rất đặc biệt. Bởi vì đó là một hình ảnh rất hiện đại. Còn đối với xã hội truyền thống thì rất hiếm những chuyện này. Nhưng với cảnh chính của chúng ta là trong thời hiện đại, còn tôi chẳng xúc động về chuyện này cả. Nếu mà anh đã nói như vậy, thật sự tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau để tiếp tục hợp tác. Nếu cậu nói vậy, tôi chẳng nói chuyện với người cố chấp như cậu. Vậy thôi, chào anh. Thanh. 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 Ủa Thanh đi đâu đó? Thanh. Có cái chuyện gì vậy? Thanh ngồi xuống đi. Tôi không ngờ anh ta lại cổ đạo sĩ đến như vậy. Có phải là chuyện kịch bản thiên thần không? Đúng rồi. Anh nghe Hân nói nè, có lẽ là không phải như vậy đâu. Có thể là do anh sống ở Mỹ lâu năm nên anh không thể hiểu được đời sống hiện tại của người Việt Nam. Và anh cũng không thể nào hiểu được những suy nghĩ sâu kín trong lòng của người Việt. Mặc dù đây là thời hiện đại, nhưng cái nhìn của xã hội vẫn đầy những định kiến về những người mẹ không có chồng mà lại có con. Nuôi con một mình là một tiêu điểm để xã hội và những người xung quanh bàn tán. Sao Hân nói giống bằng Thanh nói quá vậy? Không phải giống. Thật ra Hân nghĩ rằng cả Hân và Thanh đều dựa trên thực tế của cuộc sống. Có lẽ là anh ở Mỹ lâu năm, anh không thể hình dung được đời sống hiện tại của người Việt Nam ra sao. Giả lại, nếu như anh sống ở Sài Gòn mà anh chỉ ra vô những nơi sang trọng như nhà hàng, quán bar, siêu thị, thì đời sống tâm lý xã hội của người Việt Nam đương đại anh khó lòng mà hiểu hết được. Quá ra tôi còn phải học hỏi nhiều ha. Anh đừng có tự ái như vậy. Mỗi người ở môi trường khác nhau, môi trường quy định cho người ta những định kiến. Khi nào mà anh nhận ra định kiến đó thì anh mới nhìn nhận được chân tướng sự việc. Vậy là tôi hiểu lầm Hoàng Thanh rồi hả? Không hẳn là như vậy đâu. Vì Hoàng Thanh có khuyết điểm là hơi nóng tính. Vì cái tính nóng nảy của Hoàng Thanh á, nên Hoàng Thanh gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Nhưng mà nếu như chúng ta mà góp ý với Hoàng Thanh á, thì Hân nghĩ rằng Hoàng Thanh sẽ sửa chữa được. Gặp cậu may quá. Anh tới đây làm gì? Tôi nói chuyện với Bảo Hân rồi. Hân thì liên quan gì? Cậu đừng căng thẳng quá. Mình ra hội con rùa uống cà phê rồi nói chuyện luôn nha. Đi mà. Thanh. Hết hồn mày. Bài này hay quá, mày tìm đâu ra được nhân vật hay vậy? Cũng tình cờ thôi. Bữa đó tao đi nhà sách, thấy bà cụ bị công an rượt, tao mới bưng phụ về nhà thì mới biết đó. Mà tao nể mày thiệt luôn á, bài này hay lắm. À, nè, cầm đi. Chừng nào gặp bà cụ á thì đưa cho bà, đó là tao gửi. Cảm ơn nghe. Trời ơi mày khách sáo quá làm chi. Hy vọng á là ngày càng có nhiều bạn đọc giúp đỡ cho bà.
Ừ. Ơi. Trời ơi. Yeah. Anh chơi cái gì vậy? Thanh, Thanh nè, Thanh nè, nhớ không? Nhớ lần trước gặp Thanh đó. Không. Cái bánh nè, Thanh mang bánh cho anh nè. Lại đây, lại đây. Đừng chơi này nguy hiểm lắm. Ngồi đây đi. Cái bánh nè. Không ăn nó đâu. Ăn nghe. Này ngon nè. Ấy. Nè, em ăn thử đi. Cái này ngon lắm. Này ngon hơn. Nè. Thôi. Em coi anh ăn nè. Ăn này nè. À. Ừ, ngon lắm. Đừng ăn này. Ừ, này ăn được nè. Ra đây ngồi xuống ăn nha. Bỏ này đi. Ăn này nè, ngon lắm. Ra đây ngồi ăn bánh nghe. Bánh nè, đúng không? Ra đây nghe. Ăn đi. Đút anh ăn nghe. Nè, Hải Minh ra. À, bánh ăn được. Ừ. Bỏ này ra. Rồi, anh ăn từ từ thôi. Nè, anh ăn từ từ thôi. Không sao đâu, để tôi lấy nước anh uống. Ngồi đây nghe, không đi đâu đó. Trời ơi, anh phá cái gì vậy? Ăn từ từ thôi, uống nước nè. Anh uống đi. Đâu ạ? Lấy trong nhà đó. Xin chưa? Thì bây giờ em xin nè. Anh uống đi, không sao đâu. Trời ơi. Nước gì dở ờm à? Nè, em chùi cho. Anh đâu ạ? Anh không nhớ em hả? Người xấu phải không? Em đâu phải là người xấu đâu. Lần trước em gặp anh rồi đó, anh không nhớ hả? Ờ. Anh đẹp trai. Sao xấu được? Anh đẹp trai mà. Anh cũng đẹp chứ bộ. Phải không? Nhưng không bằng anh. Ủa mẹ, mẹ em đi đâu sao nãy giờ chưa về? Mẹ, mẹ ơi. Anh Tý à? Mẹ ơi. Anh Tý. Mẹ. Tý, anh ngồi yên đi. Mẹ anh đi công chuyện rồi, một chút nữa sẽ về liền đó. Không, em không chịu, em muốn mẹ về với em giờ à. Được rồi, mẹ anh đang về. Em mẹ hứa. Mẹ ơi, có người xấu tới nhà mẹ ơi. Anh đừng có la nữa, mẹ anh đang về mà. Không biết, mẹ. Mà anh lấy điện thoại gọi cho mẹ em về. Mẹ anh đi bán chuối, điện thoại đâu mà gọi. Anh nói sao á, nè, điện thoại cho đây nè. Điện thoại nè. Alo. Mẹ hả? Chị nào mẹ về? Alo. Mất sống rồi. Anh cho em nói chuyện với mẹ anh nha. Nè, anh ngồi đây đi, anh đừng có đi lung tung nữa. Không tốt đâu, để em gọi cho mẹ nghe. Anh gọi cho mẹ về nha. Alo. Mẹ anh Tý hả? Mẹ anh Tý về chưa vậy? Về đi, anh Tý đang chờ mẹ ở nhà này nha. Dạ. Mẹ sắp về hả? Về sớm nha. Bye bye. Bye bye mẹ.
chào. Dạ, chào bác. Bác cần gì ạ? Dạ, tôi muốn đóng góp đó cô. Dạ, con mời bác ngồi. Dạ. Dạ, con mời bác uống trà. Cảm ơn cô. Tôi á, có tiền gửi cho bà cụ trong bài báo này nè. Dạ. Đây cô. Dạ, cảm ơn bà. Chuyện gì vậy Thanh? Bà làm như có chuyện gì tôi mới gọi cho bà vậy đó. Trời ơi, bữa nay gọi tôi là bà nữa hả? Thì bây giờ tôi thấy đủ thân rồi, tôi gọi bằng bà cho thân mật. Ừ, gọi nghe cũng là lạ mà cũng hay hay. Sao, có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe coi. Ờ, sáng nay bà có đọc báo không? Ừ, sáng giờ tôi mới ngủ dậy, có đọc bài báo nào đâu. Trời ơi, có người bạn phóng viên mà như bà vậy đó hả? Như vậy mới là bạn của phóng viên chứ. Chứ suốt ngày đọc bài của mấy ông, chắc tôi khỏi làm việc quá. Ê, xúc phạm nha. Thôi thôi, cho tôi xin lỗi đi mà. Mà có chuyện gì nói tôi nghe coi. Thì chuyện bài báo đó. Bài báo về bà cụ mà bữa tôi kể cho bà nghe đó. Hôm nay á, có nhiều người á đến tòa soạn quyên góp tiền cho bà cụ lắm. Tôi thấy vui lắm. Ừ, tôi cũng vui lây với ông đó. Có thể bà cụ sẽ thay đổi cuộc sống nè. Ờ, sẽ thấy cuộc sống này thật là hạnh phúc. Tất cả là nhờ bài báo của ông đó. Tôi cũng không nghĩ là một bài báo lại có tác động lớn đến như vậy. Cứ nghĩ một bài báo có thể thay đổi số phận của một con người là tôi cảm thấy vui lắm. Và bây giờ tôi cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn nhiều. Trời ơi, bữa nay triết gia lại xuất hiện nữa rồi. Tôi nói thiệt đó chứ, bà không tin tôi hả? Không, tôi nói giỡn thôi, tôi tin ông thiệt mà. Tôi hiểu cảm giác đó mà. Thật ra, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến khi nào mình làm một việc gì đó có ích cho xã hội và có ích cho bản thân. Tôi thấy ngày báo của ông cũng thú vị lắm đó. Sao? Ông còn chán nữa không? Lúc chán thì chán, lúc yêu thì yêu thôi. Thôi, mệt quá, tôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi còn phải lo cơm nước nè, còn phải cắm một bình bông nè. Nãy giờ nói chuyện với ông mà bông của tôi muốn tàn hết trơn rồi nè. Nếu rảnh á, thì ghé qua tôi ăn cơm. Ông với ông Dương nữa nha. Thôi, tôi không dám ghé tới nhà bà một mình nữa đâu. Thằng Dương mà nó biết á, nó ghen mệt lắm. Trời đất, tôi đâu có kêu một mình ông đâu. Nhưng mà bây giờ nó đi Bình Dương rồi, chắc là không về kịp đâu. Thôi, nếu vậy thì thôi bữa khác nha. Bây giờ tôi đi nấu cơm đây. Ông cứ ở đó mà nhâm nhi niềm vui chiến thắng của mình đi, ha. Ok, vậy đi ha. Ok, bye. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ. Có gì không anh? Có chạy không anh? Anh dạ, tìm ai? Anh cho hỏi thăm mấy bữa nay Hà My có ghé đây hát không anh? À, lâu lắm rồi không thấy cổ tới đây anh. Mà nghe nói từ lúc dính vô kiện tụng gì đó là không thấy cổ tới nữa. Ủa mà anh là gì của cổ vậy? Dạ, tôi chỉ là người hâm mộ của cổ thôi. Dạ, thôi, cảm ơn anh. Chào anh. Dạ. Cô Hà My nghỉ lâu rồi mà. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng, kìa sáu ông sáng sao, trên trời cao. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Con ơi, dậy đi con. Ừ. Mình đi vô phòng ngủ nha.
không biết ngoài kia còn bao nhiêu hoàn cảnh mưu sinh vất vả trong đêm như vậy nữa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận. Làm gì có chuyện con người sinh ra mà bình đẳng như nhau. Ừ, đúng thiệt. Nhiều khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, mình cũng xót xa cay đắng quá. Miễn là mình làm tốt trong trách nhiệm của mình là cảm thấy đầy đủ ý nghĩa sống rồi. Lâu lắm rồi ta mới nghe mày nói một câu triết lý hay như vậy. Đa tạ. Trình hiệu triết gia, tao nhường lại cho mày đó. Thôi, phong cho mày thôi. Mà bữa nay tao thấy mày làm gì mày vui quá vậy? Ừ, cũng không có gì. À, mày có nhớ là cái bà cụ bán chuối mà đợt trước tao kể cho mày nghe không? Ừ, tao nhớ. Ờ, mà bài báo đăng rồi hả? Ừ, nhưng mà vui lắm mày. Gì vui? Nguyên một ngày hôm nay có tới gần mười mấy đến hai chục người tới quyên góp ủng hộ tiền cho bà cụ. Wow, công nhận mày giỏi thiệt á. Còn tao á, thì tao thấy mày không còn giống như lúc trước nữa. Là sao? Thì mày không có còn coi mấy cái chuyện này là chuyện rùa bu nữa. Ê, tao coi mấy chuyện này là chuyện rùa bu hồi nào? Mày quên rồi hả? Hồi đó giúp đỡ cho Hạ My, mày còn nói là không được. Mày còn nói là thân ai nấy lo mà. Thật ra thì lúc đó... Thôi. Mày không cần giải thích đâu. Tao hiểu mày mà. Tao cũng không hiểu sao tự nhiên lúc đó tao lại làm vậy. Nhiều khi đồng tiền làm mờ mắt con người, khiến ta trở nên ích kỷ lúc nào không biết. Mày á, cũng đừng nên tự trách mình như vậy. Ai sống mà không tính toán chứ. Mà nhất là trong những lúc khó khăn như vậy. Biết là vậy, nhưng đúng ra ta không nên cư xử như vậy. Thời gian qua nhờ có Bảo Hân giúp cho tao thấy tao đã sai nhiều quá. Thôi mà mệt quá. Tao với mày ngồi nói nghe mệt quá. Tao đi xuống ngủ trước đây. Mày xuống trước đi. Tao ngồi đây lát tao xuống. Ê, cái gì vậy? Làm gì thấy ghê vậy mày? Làm hết hồn mày. Tao chỉ muốn nói á, mày đừng có ngồi đây nghĩ lung tung rồi nhảy xuống dưới nghe mày. Chứ, tao có nhảy xuống á, tao phải đợi mày xuống trước, tao nhảy đè mày tao mới chịu. Trời, cái thằng. Nói chứ mày yên tâm đi. Ừ? Bây giờ tao bình tĩnh rồi. Ừ. Tao tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ừ? Vậy thì tốt, tao đi ngủ đây. Ừ. Chào chị. Cô là ai? Cô đến đây có việc gì? Dạ, em là cô giáo của bé Ái ở trên trường. Dạ. Mời cô ngồi. Bé Ái có quậy lắm không cô? Dạ không, bé Ái nó ngoan lắm chị à. Mà mọi người ở trên trường đều thương yêu bé hết. Tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Thật lòng tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu chị, chị thấy trong người đỡ nhiều chưa? Tôi cũng đỡ nhiều rồi cô. Cảm ơn cô, cũng nhờ cô đó. Alo, mình là Minh ở văn phòng quảng cáo đây. À, có chuyện gì vậy Minh? Mình mới nhận được một mẫu tin hết sức là kỳ quặc. Thanh, cậu có thể chạy qua phòng quảng cáo của mình ngay bây giờ được không? À, được chứ. Rồi, để mình qua liền. Chào cậu. Đây, cậu coi đi. Cần thế chấp một mảnh đất 1.000 hectare với giá 6 tỷ đồng.
xin liên hệ với số điện thoại này. Có gì bất thường ở đây? Có chứ, có rất là nhiều điểm bất thường. Vì đây là tin nhắn nằm trong giai đoạn hết sức là nhạy cảm. Và mảnh đất này hết sức là kỳ lạ. Nó nằm ngay trong vùng đất, có rất nhiều sự tranh chấp. Mình nghĩ là có chuyện gì đó. Mình cũng chưa thấy dấu hiệu gì cụ thể cho lắm. Cụ thể lắm chứ, vì mình ở rất gần khu vực này. Vậy sao mình không điều tra đi? Mình không phải là nghiệp vụ phóng viên. Mình cũng không phải là phóng viên kinh tế chính trị. Mình chỉ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nên mình báo cho bạn biết. Vậy cho mình xin màu quảng cáo này nghe. Ừ. Có tin gì á thì bạn nhớ báo cho mình biết nghe. Tôi phải báo cho anh Hải Giang biết đã. Ok.